Và đây chính là âm thanh đang thu trực tiếp bằng cái mic Sotanic này. Đấy, bây giờ mình để ra ngoài này. Alo, 1, 2, 3, 4. Và điều đặc biệt là cái mic này nó cực kỳ rẻ các bạn. Mình chưa từng thấy một cái mic nào mà nó rẻ như cái mic này. Mic đặt hàng thì các bạn hãy comment xuống bên dưới hoặc là vào phía đường link ở phía bên dưới để đặt hàng các bạn nha. Bây giờ thì Thức đang dùng cái mic Sotanic này để test các bạn nghe về cái chất lượng âm thanh. Các bạn có nghe có rõ không ạ? Đấy, bây giờ Thức sẽ test cái khoảng xa nhé. Test khoảng xa cũng như là cái độ ồn. Bây giờ thì ở ngoài chúng ta đang nghe những cái loa phường ấy, loa phường. Bây giờ thì Thức sẽ test này. Mỗi một bước chân của mình sẽ là 1 mét. Bây giờ Thức sẽ test này xem là cái khoảng thu âm xa của cái này xem được bao nhiêu mét nhé. Mỗi một bước chân thì Thức sẽ alo một lần nha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là 10 mét này, 10 mét nha. 11, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 50. Đấy. Hôm nay thì Thức đang có trên tay một cái mic cài áo không dây hai người các bạn nhé. Đó chính là cái mic Sotanic. Đấy, cái mic Sotanic. Và ngày hôm nay thì Thức đang có hai chiếc mic này ở trên tay, một phiên bản dành cho Android và một phiên bản dành cho iPhone. Và ngày hôm nay thì Thức sẽ mở hộp và sau đó thì Thức sẽ check cái Thức sẽ test sẽ thử cái mic này xem cái chất lượng nó như thế nào các bạn nhé. Và bây giờ thì Thức sẽ bóc cái sản phẩm này thì kia xong. Cái hộp này là có. Đây là cái hộp mic này. Đấy, cái hộp mic. Đấy, hộp mic rất là chất lượng này. Đấy, rất là chất lượng Sotanic. Hộp mic này sẽ là nó sẽ là sạc luôn. Đấy, mở mở mic ra. Đấy, nó sẽ có hai người, hai đầu hai người. Đấy, một đầu này. Hai đầu này. Đấy. Đây là cái đầu để cắm vào điện thoại. Đây là đầu cắm tai si của Samsung nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ bóc cái hộp. Mình sẽ bóc cái hộp của cái đầu iPhone. Đấy, đầu iPhone. Đây là phiên bản của iPhone cũng tương tự, chúng ta sẽ có một bộ mic như thế này. Đấy. Và tương tự đây chúng ta sẽ có mic cài áo hai người. Đấy, và chỉ khác một cái đầu, đây là cái đầu này thì để cài với iPhone thì nó sẽ đơn giản hơn. Bây giờ thì mình sẽ test cái mic các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ test cái mic. Đây là giọng nói thu âm của khi mà chúng ta chưa dùng mic. Đấy, chưa dùng mic đang thu âm trực tiếp bằng điện thoại. Rồi, và đây chính là âm thanh đang thu trực tiếp bằng cái mic Sotanic này. Đấy, bây giờ mình để ra ngoài này. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo.